Xin chào các bạn. Ở trong clip này thì tôi sẽ hướng dẫn nhanh cái cách mà ta có thể cấu hình một cái editor, một cái trình soạn thảo văn bản ấy, mà có đầy đủ những cái công cụ soạn thảo hiện đại thì mà phổ biến nhất hiện hiện giờ. Để làm cái điều đó thì nó rất là dễ ở Drupal 8, bởi vì tại cái phiên bản này ấy, thì đã được bổ sung và đưa vào core rất nhiều những cái module liên quan rồi. Bạn có thể xem một cái danh sách ở đây tôi có đây, thì tất cả nó đã để có thể sử dụng được cái cài đặt và cấu hình được cái trình soạn thảo đó, thì bạn phải đảm bảo là những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là bạn phải có một content type, trong một content type đó thì phải có một cái trường với cái kiểu của nó là trường text area. Ngoài ra thì hai cái module là CK editor và text editor là đều phải bật. Tất nhiên là bạn ngoài cái CK editor ra thì nó còn nhiều những cái module khác, ví dụ tiny chẳng hạn, hoặc là có nhiều lắm. Tuy nhiên thì Drupal 8 đã chọn CK editor để đưa vào core rồi, cho nên là ta cứ dùng cái mà nó có sẵn đó. Cái text editor này là cái module mà nó sẽ cho phép ta có thể add thêm những cái kiểu format mà để phục vụ cho việc lưu trữ và hiển thị dữ liệu tại cái trường này. Ngoài ra nữa thì để có thể upload ảnh và sử dụng ảnh trong cái editor này thì bạn cần thêm hai module này phải bật. Đấy, như vậy bây giờ tôi sẽ kiểm tra toàn bộ những cái này xem nó có đáp đủ điều kiện này không. Đầu tiên là về mặt module thì tôi sẽ kiểm tra từng cái module ở đây. CK Editor 1 đã có rồi này. Text Editor đã có rồi này. Và có thể đọc thông tin đây để biết được cái chức năng của từng module. CK Editor thì nó là cái thư viện để dùng cho cái công cụ soạn thảo. Nó sẽ cung cấp cái what you see and what you get này. Cái text editor này thì để nó cung cấp cho cái nhiều cái kiểu format khác nhau để ta add vào. Chút nữa ta sẽ đi sâu. Ngoài ra thì image và media thì đều là những cái trường liên quan tới ảnh và những cái video. Cái ảnh ta đã có rồi này. Và media ta đã có chưa? Media chưa có này. Media là có hai module này thì chắc là ta cứ check cả hai thôi. Đây bạn đọc ở đây bạn sẽ thấy là nó cái chức năng của nó là để quản lý và hỗ trợ cho những cái trường mà liên quan tới file hình ảnh tài liệu vân vân, rất nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Ta check cả hai cái này để bật lên. Sau khi ta có tất cả những cái module này đã bật rồi thì ta sẽ kiểm tra xem cái content type của ta có cái trường này hay chưa. Thì ở trong cái trang demo này ta có một cái content type là content type page. Ta sẽ kiểm tra xem nó có cái trường. Đây có một cái trường là trường body đây. Để cho dễ làm thì tôi xóa bớt mấy cái trường này không cần thiết để cho nó đỡ vướng mắt. Đấy, như vậy tôi có một cái trường là trường body. Cái trường body này có kiểu là long đây, nghĩa là text area đấy. Đấy, cẩn thận nữa thì bạn ấn vào edit để bạn xem bên trong. Đây, cái trường này đây đây chính là cái trường với cái nó cho ta xem preview cái trường đấy nó hình thù như thế nào đây. Thì nó như này, nghĩa là nó là kiểu text area. Và hiện tại bởi vì ta chưa có cấu hình gì ở đây, cho nên là ở đây nó hiện thị cái format mặc định và cơ bản nhất của Drupal, đó là kiểu 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 plain text ấy, là text thuần, hiểu nôm na là vậy. Như vậy thì bây giờ ta đã có đủ các điều kiện rồi, thì bây giờ tiến hành ta cấu hình nó. Để cấu hình nó thì trước hết ta phải vào cái module này để ta add thêm một cái format mới. Hiện tại thì nó chỉ có một cái format là plain text thôi. Ta muốn xem cụ chi tiết hơn ấy, thì ta vào đây.
ấn vào tạo content này. Đấy, đây là cái trường body. Và cái trường body này nó không có cái editor cho ta ở đây. Đấy là bởi vì là ta chưa định nghĩa gì ở đây cả. Giờ ta vào phần cấu hình này. Vào cái text format và editor, cái này nó chính là được cung cấp bởi cái module này. Đấy. Vào này. Ở đây chỉ có duy nhất một cái kiểu format là plain text của đây nhá. Đây là cái phần cấu hình căn bản nhất của Drupal. Bây giờ ta sẽ add thêm một cái text format nữa. Ta đặt nó là editor để phục vụ cho editor không. Và những cái nhóm người nào có thể được sử dụng cái text này thì để cho an toàn thì ta sẽ chỉ cho phép những cái người dùng nào mà nó login, tức là thành viên của website thì mới có thể dùng được cái editor này. Ta check vào đây. Đó, bạn thấy không? Nó sẽ load cho ta cái editor mà được cung cấp bởi cái thư viện này. Đấy, từ đây thì bạn đã có thể nhìn thấy được là nó đã cho ta như một cái toolbar với rất nhiều những cái công cụ ở trên này, công cụ soạn thảo trên này rồi. Và việc ta cần làm bây giờ là sẽ kéo và thả những cái mà ta cần vào trong đây. Mặc định của nó đây, active toolbar là những cái nó đang có sẵn ở đây, là những cái nó sẽ hiển thị tới người dùng. Còn đây là những cái mà ta có thể đưa xuống. Ví dụ tôi muốn dùng thêm những cái gạch chân này chẳng hạn. Tôi đưa đây. Rồi là căn dòng, căn lề. Ta có thể add thêm một cái group nữa. Đặt tên là căn dòng, căn lề. Căn dòng. Đường này. Và nhiều nữa, rất nhiều những cái ta có thể đưa xuống. Cái media này có thể liên quan tới cái module media, ta sẽ đưa đây để dùng sau này. Đưa vào cái group media này. Hai cái này nó khác nhau ở cái gì thì chút ta sẽ xem. Rồi sau khi đã add được cái công cụ mà ta muốn vào đây rồi thì ta sẽ đến cái phần kế tiếp. Đó là ta sẽ định nghĩa xem là khi ta viết những cái nội dung, cái dữ liệu vào trong cái editor này thì khi lưu vào trong cơ sở dữ liệu ấy, nó sẽ lưu như thế nào. Thì đây chính là nơi ta định nghĩa cái đó. Ví dụ như là ta có thể giới hạn những cái thẻ HTML, thì theo tôi khuyên thì không nên giới hạn, bởi vì ta không biết được cái editor này nó sẽ đẻ ra những cái kiểu HTML nào. Nếu mà ta limit ý, thì đến khi lưu lại nó sẽ bị lỗi, cho nên tất cái này ta nên để không không limit. Tất nhiên là không thể nào mà hiển thị HTML như là plain text được. Ta không cần cái này lắm, ta không cần cái này lắm. Convert là cái mã của cái phím Enter ấy, thành thẻ BR và P, cái này cần. Caption image không cần lắm. Convert tất cả những cái URL thành link, cái này cần. Cái này thì tùy chọn. Cái này thì cũng giống như là cái trên này, ta không nên sử dụng bởi vì ta không biết cái editor này nó sẽ tạo ra cái HTML nào. Ta cho phép là nhúng media vào trong body. Có cho nhúng không? Cái này ta sẽ quay trở lại sau. Đấy thì ta chỉ gần như là ta không giới hạn gì nhiều. Bởi vì ta sẽ để cho cái editor này nó mặc định nó muốn làm gì nó làm. Bởi vì ta tin tưởng vào cái thư viện mà đã được tích hợp vào trong core của Drupal rồi. Ta lưu lại. Tất nhiên là những cái mã độc ví dụ như là JavaScript ấy, thì nó sẽ mặc định là sẽ không được phép đưa vào trong cái này rồi. Bản thân Drupal và bản thân cái thư viện này nó có cơ chế để nó lọc bỏ. Cho nên là yên tâm nhé, chúng ta không 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 cần quan tâm đến cái vấn đề bảo mật đấy. Lưu lại. Đấy, như vậy ta đã lưu thành công. Tạo ra một cái kiểu format mới để sử dụng cho những cái trường mà Tech Area. Bây giờ quay trở lại cái content type này. Content type này,
lốt lại cái trang này. Ở đây, như vậy là sau khi ta lốt lại cái trang tạo content ấy, thì ta thấy là cái trường tech area này đã thay đổi rồi. Và mặc định nó đã chọn ngay cái format mà ta vừa định nghĩa. Cái mặc định chọn này thì ta có thể xem ở trong này, xem lý do vì sao nó lại chọn. Đây, do cái mặc định ở đây nó đã chọn ở đây. Ta có thể chọn mặc định nó là plain text được không? Chắc là được. This format is shown when no other format. Nghĩa là cái thằng này là thằng ưu tiên cuối cùng. Khi mà không còn những thằng nào khác thì nó mới hiện. Như vậy nếu bạn muốn cái này nó là cái mặc định thì tốt nhất là xóa hết cái này đi, hoặc là có thể là đưa cái thằng này lên làm ưu tiên. Cũng có thể thế. Như lại xem. À đúng rồi, như vậy là nó theo cái thứ tự ưu tiên ở đây. Khi ta đưa lên ưu tiên thì nó sẽ chọn ưu tiên. Và ta có thêm cái option ở đây để ta lựa chọn, ta chuyển đổi. Quay trở về trang này xem. Nếu bạn thấy là nó theo thứ tự ưu tiên. Còn nếu ta muốn nó có thể chuyển đổi được thì tốt nhất là ta đưa cái plain text này lên trên đầu. Lên trên đầu như này. Như này. Đấy, và nó sẽ thêm cái lựa chọn ta đây để ta chuyển đổi giữa editor và ta dùng rich text ấy, hoặc là dùng plain text. Đấy, cũng tốt. Hoặc nếu mà không thì ta đưa nó xuống dưới cùng này. Ta đưa dưới này thì mặc định luôn luôn nó sẽ chọn thằng này, thằng editor này, và chỉ có thằng đấy được chọn thôi, không có lựa chọn nào khác. Đấy, như vậy là chỉ một vài thao tác nhỏ thôi mà sử dụng là những cái module đã được tích hợp vào trong core có sẵn của Drupal 8 thì ta có thể tạo ra được cái trình soạn thảo what you see what you get rất là nhanh chóng và hiện đại. CK Editor là một cái thư viện đã được phát triển rất là lâu và nổi tiếng ở trong cộng đồng Internet và đã được sử dụng ở rất nhiều cái trang web khác nhau rồi, của nhiều cái framework khác nhau nữa chứ không phải chỉ riêng Drupal. Cho nên đây là một cái thư viện ổn định, đáng tin cậy và hiện đại, được phát triển và cập nhật liên tục. Tôi xin hết.